Vâng, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cú Bờm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay bên kênh YouTube Cú Bờm TV nhà em vừa mới cập bến về nhà được một số lượng khá là lớn cái con máy hút thổi bụi điện mang thương hiệu Kenmax, mã là KMP004 như trên hình. Thì các bác biết rồi, Kenmax là một trong ba thương hiệu của tập đoàn TNT, bao gồm là Kenmax này, Makote và Sasuke, là hàng công ty, hàng chất lượng và giá cả thì cực kỳ là hợp lý nhá. Thì sau đây các bác cùng em đi vào xem cái con Kenmax KMP004 mà hút thổi bụi của Kenmax nhá. Thì trước tiên này, con này công suất này, các bác chỉ rõ em nhá, công suất là 600W này, cắm vào điện 220, điện lưới thông thường nhá, 50-60Hz này. Vòng tua tốc độ quay của nó là 13.000 vòng trên 1 phút và lưu lượng gió là 2,3 mét khối trên phút nhá. Thì con này nó sản xuất và thiết kế này theo công nghệ của Nhật Bản này, Design in Japan này. Đấy, theo công nghệ của Nhật Bản nhá. Cái hàng này là hàng công ty, hàng chính hãng công ty. Nên các bác là rất là yên tâm khi sử dụng nhá. Lõi 100% là quấn dây đồng nhá. Rồi. Đây có gọi là miêu tả luôn cho bác này. Đấy, chịu nhiệt tốt 200 độ C này. Đấy, sau đây em sẽ cùng các bác khui thử cái con máy này nhá. Thì cái con thân hút thổi bụi, con máy hút thổi bụi này, trước tiên này nó sẽ có một cái ống mà vừa hút vừa thổi này. Máy này. Đấy, máy của Kenmax này, có dán tem mác Kenmax này. Thông số kỹ thuật đấy con nhá, thông số kỹ thuật này. Kenmax này, mã máy là KMPB004 này, 220-240V này, vòng tua 16.000 vòng trên phút này, thiết kế theo công nghệ của Nhật Bản này, 600W và lưu lượng gió là 2,3 mét khối trên 1 phút nhé. Đây, cái này là cái ống để bác hút thổi bụi này, có một cái gen nữa này, có một gen nữa con nhé, có một cái gen này nữa nhỉ. Em sẽ cắm vào đây và cắm vào máy cho bác xem luôn. Rồi ok bác nhá. Đấy, thế chúng ta đã được một con máy hút thổi bụi của Kenmax này. Đặc biệt là trong này nó có tặng luôn cho các bác là một đôi chổi than này của Kenmax luôn, một đôi chổi than này. Đấy, máy thổi bụi Kenmax này. Một cái túi đựng rác là khi các bác hút bụi nhá. Đây, em sẽ thử thổi bụi, các bác cùng em thử nhá. Đấy, Kenmax này rất là đẹp luôn. Mới nhìn mã máy này rất là đẹp. Con này thì các bác khi mà các bác thổi bụi, các bác cắm vào đây cho em, và khi các bác hút bụi, các bác cắm vào ống này và cắm cái đường cái túi thổi bụi này, túi hút bụi này vào đây cho em nhé. Em sẽ cắm vào nguồn điện 220 và test thử cho bác nghe tiếng máy và gió này. Ok này. Đây coi nhá. Công tắc là công tắc ở đây nhỉ? Công tắc đây, công tắc này. Rồi, em về nắp chắc rồi. Các bác, khi mà các bác không muốn giữ vào đây thì các bác ấn nó thả ra là ok này. Đấy, bay luôn. Thổi bay luôn các nhá. Máy đó, máy nặng mấy ký mà bay luôn. Rất là khỏe nhá. Thì cái con máy hút thổi bụi mang thương hiệu Kenmax này, công suất là 600W, mã là KMPB004. Thì hôm nay em về kho được số lượng lớn, em xin phép lên tri ân cho tất cả các bác nhà mình với mức giá là cực kỳ là hấp dẫn nhá. Chỉ với giá là 350.000, các bác được sở hữu ngay luôn cái con Kenmax này. Về đến tận nhà các bác không cần phải trả bất cứ một chi phí đồng ship nào hết. Nhận hàng chỉ phải trả là 350.000, có được máy hút thổi bụi mang thương hiệu Kenmax, hàng chính hãng, hàng công ty, mã là KMPB004. Vừa hút vừa thổi các nhá. Các bác khi vào nhà mình nó bụi bẩn khá là nhiều này, và thường thường ở nhà các bác làm thợ bụi bẩn khá là nhiều, hoặc đi công trình, vừa đi ngóc ngách, đi công trình nó nhiều ngóc ngách các thứ. Các bác gọi là ngại quét hoặc là ở trong góc, trong xó không quét được. Các bác hút bụi, các bác thổi bụi vào cho em. Nó vừa sạch sẽ mà nói chung là nó công môi, để cho môi trường làm việc của mình nó được sạch sẽ luôn nhá. Thì các bác nào có nhu cầu thì để lại cho em số điện thoại bên dưới video,
hoặc trực tiếp gọi số hotline nhà em là 0982 826 628 thì bên em sẽ có người gọi tư vấn rồi chốt đơn cho bác và gửi hàng đến tận tay các bác nhé. Các bác xem video thấy hay thì có thể là ủng hộ mẹ em bằng một nút đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để có thể theo dõi video và những cái livestream mới nhất của nhà em nhé. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.